học xong rồi con ra chơi với cô Vi nhé nè. Ra chơi với em đi vui nha. Cô Vi ơi, sao cô Vi buồn thế? Để em chơi cùng với cô Vi nhé cô Vi. Cô Vi ơi, cái quả thế để rồi để khi nào ăn sạch đấy nhé. Bây giờ cô Vi có muốn xem TV không cô Vi? Cô Vi lại lấy cái gì mất thử. Thank you.
Gì đấy? Mẹ để hai em uống trước rồi con uống sau á. À, thế mẹ làm mẹ đều đổ vào bình rồi con mang ra cho hai em uống nha. Giỏi quá, anh mình giỏi quá. Mẹ này con giúp mẹ. Rồi. Rồi cái này của cô Bi này nha. Sao hả? Anh mình giỏi thế, anh mình thương em thế. Em mẹ bắt cho con nhé. Rồi con mang ra cho em đi. Seri. Thôi mà cắt cái này rớt rồi nên mẹ còn lại đó. Ngon không con? Ngon rồi. Ngon rồi, vậy bỏ đá vào đấy. Đây cũng ngon đây. Đấy, mày cũng uống giỏi quá nè. Cô Bi thấy ngon không? Ngon không? Uống nhanh thế. Đấy, nhưng mà hơi chua mà. Hơi chua à? Hơi chua thì có nhiều vitamin C nhỉ? Yeah. Ngon quá, nước cam mẹ với anh Bình làm ngon quá. Đấy, ngon không? Anh Bình rất là giỏi, bữa nay anh Bình lớn rồi, anh Bình học lớp 3 rồi. Anh Bình biết cách chăm sóc em rồi. Tại sao mà con đi làm nước cam cho em á? Tại con nhớ mẹ mình chăm luôn làm cho em. Bên ngoài trời nắng. À, trời nắng, hồi nãy con với cô Bi ra ngoài chơi, em mong có chơi với con không? Con giỏi quá. Cảm ơn anh Bình đã chăm sóc hai em nha.
Mình uống hết đi con. Con chơi ven bền vui không? Đi sang đây với mẹ. Đây mẹ nâng lên cho con.